Xin chào các bạn, thưa các bạn, video số 65 chúng tôi xin dành video này để giới thiệu với các bạn đĩa nhạc Nguyệt Nhân Hoa Tứ Nhạc theo cách mà chúng tôi gọi đọc tên bằng chữ Hán văn. Thưa các bạn là những các cái đàn cổ cầm, những các cái bản nhạc nổi tiếng của Trung Quốc được những cái nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng trình diễn, và đây là một cái đĩa nhạc mà hòa tấu của 4 cái loại đàn gồm có đàn nhị, đàn tỳ bà, đàn nguyệt và đàn tam thập lục. Âm thanh của nó rất là đẹp. Chúng tôi giới thiệu và bán đĩa này với giá là 350.000, bán theo phương thức COD, nhận hàng rồi thanh toán tiền. Các bạn có thể gọi điện cho chúng tôi, nhắn tin hoặc là yêu cầu chúng tôi bán cho các bạn. Chỉ cần nói rằng mua đĩa nhạc tại video số 65, chúng tôi sẽ bán cho các bạn. Đây là một trong những cái đĩa nhạc mà chúng tôi cũng chọn lựa. Đây là đĩa gốc, đĩa của hãng các bạn nhé. Người ta làm rất là kỹ. Và với cái đĩa nhạc này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ sử dụng nó và trải nghiệm nó trên những cái hệ thống âm thanh high-end của các bạn. Và chính những các cái bản nhạc ở trong cái đĩa nhạc này ấy, nó sẽ giúp cho các bạn làm bừng sáng cái hệ thống âm thanh của các bạn lên. Và rất là nhiều bản nhạc cổ cầm hay của Trung Quốc được trình diễn tại cái đĩa nhạc này với 4 cái đại nghệ sĩ của Trung Quốc. Chúng tôi xin mời các bạn nghe thử để có thêm thông tin cho các bạn mua hàng. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ test cái đĩa này trên cái hệ thống âm thanh T99 có giá trị 99 triệu. Xin mời các bạn. Vâng, thưa các bạn, trên đây là video số 65 chúng tôi giới thiệu và bán đến các bạn đĩa Nguyệt Nhân Hoa Tứ Nhạc với cái hòa tấu của 4 nghệ sĩ lớn của Trung Quốc với rất nhiều bản nhạc hay. Các bạn mua hàng thì hãy gọi điện cho chúng tôi và nói rằng mua đĩa nhạc ở trong cái video số 65. Chúng tôi sẽ đóng gói và ship cho các bạn theo phương thức COD, nhận hàng rồi thanh toán tiền giá 350.000 và giá này chưa bao gồm phí vận chuyển các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.